Với sức mạnh đáng kinh ngạc, các cơn bão có khả năng cướp đi hàng nghìn sinh mạng chỉ trong vài phút. Làm thế nào chúng ta có thể so sánh sự tàn phá đáng kinh ngạc như vậy của tự nhiên? Có bao nhiêu người thiệt mạng trong các cơn bão lớn đó? Hậu quả mà những cơn bão để lại cho các thành phố và thị trấn mà chúng đi qua là gì? Thiệt hại kinh tế chúng mang lại lớn như thế nào? Trong video kỳ này, chúng ta sẽ lục tung lịch sử để xem 7 cơn bão đứng đầu bảng xếp hạng về sự tàn phá và số người chết đã từng xảy ra trên trái đất. Nó như thế nào của video nhé! Khoa học trái đất, kênh thông tin khoa học chính xác. Lốc xoáy Ba Bang. Khu vực đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ có biệt danh là Tornado Alley hứng chịu tần suất lốc xoáy cao nhất trên thế giới. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1925, quét ra khỏi vùng đông nam Missouri, cơn lốc xoáy Tri-State lướt qua mũi phía nam của Illinois trước khi tan biến ở vùng Indiana. Điều đáng chú ý ở đây là ba địa phương này nằm cách nhau 352 km và cơn lốc xoáy di chuyển khoảng cách này chỉ trong 3,5 giờ. Các cơn lốc xoáy điển hình có chiều rộng từ 150 đến 600 mét và di chuyển với tốc độ khoảng 45 km/h. Chúng thường di chuyển trung bình 10 km trước khi suy yếu. Tuy nhiên, cơn lốc xoáy Tri-State Tornado đạt tốc độ trung bình 100 km/h và đứng đầu với tốc độ 117 km/h. Nó bao phủ mặt đất nhiều hơn 36 lần so với một cơn lốc xoáy trung bình. Một số nhân chứng cho biết, đường đi của nó rộng gần 1,6 km. Nó đã giết chết 695 người, trong đó có 234 người sống ở thị trấn Murfreesboro, qua đó lập kỷ lục nghiệt ngã về số người tử vong do lốc xoáy gây ra ở một thành phố duy nhất của Hoa Kỳ. Tổng cộng 2.027 người bị thương do cơn lốc xoáy đi qua và 15.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bão Katrina. Mặc dù số người chết do cơn bão dữ dội này không phải là kỷ lục, nhưng thiệt hại về kinh tế của cơn bão Katrina là không thể so sánh được. Cơn bão đã thay đổi vĩnh viễn ở New Orleans và khu vực bờ biển vùng vịnh. Rắc rối bắt đầu xảy ra ở Đại Tây Dương vào tháng 8 năm 2005, khi cơn bão hình thành ở vùng lân cận của Bahamas và quét qua miền Nam Florida. Khi quay trở lại vùng biển mở, Katrina mạnh lên thành bão cấp 5, xếp hạng Saffir-Simpson cao nhất có thể. Trong 18 giờ trước khi đổ bộ, nó đã dịu đi phần nào thành bão cấp 3. Bão cấp 5 tạo ra gió duy trì lớn hơn 249 km/h, trong khi bão cấp 3 tạo ra gió với tốc độ 178 đến 209 km/h. Dù chuyển thành bão cấp 3, nhưng hậu quả do Katrina để lại cũng vô cùng lớn đối với đất liền. Nước dâng do bão Katrina gây ra ở một số nơi cao gần 9 mét. Sự kết hợp của chiều cường cực mạnh và các con đê suy yếu theo thời gian đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở New Orleans và khu vực lân cận. Tại một thời điểm, khoảng 80% dân số New Orleans nằm dưới nước sâu tới 6 mét. Tổng cộng, Katrina đã gây ra 62 cơn lốc xoáy trên khắp miền Đông Nam và gây thiệt mạng cho hơn 1.800 người ở nhiều bang, trong đó Louisiana có số người chết nhiều nhất. Do tác động phức tạp của hậu bão, cư dân các khu vực xảy ra bão bị mất việc làm, các doanh nghiệp bị phá hủy, thiệt hại tài chính cuối cùng của Katrina ước tính lên tới 200 tỷ đô. Bão Mitch. Nếu chúng ta đo lường cái giá phải trả của các cơn bão liên quan đến sinh mạng, tài sản và khó khăn trong việc khắc phục hậu quả, thì bão Mitch là một trong những cơn bão tồi tệ nhất từng đổ bộ vào đất liền. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1998, trong vòng vài ngày ngắn ngủi sau khi hình thành ở Caribe, bão Mitch lao vào bờ biển phía đông bắc của Honduras với sức mạnh của một cơn bão cấp 5. Không lâu sau đó, nó suy yếu và dừng lại trên bờ biển và gây ra lượng mưa khủng khiếp trong khu vực. Trong thời gian này, cơn bão đạt được sức gió cực đại lên đến 290 km/h và chia cắt phần lớn Trung Mỹ, gây ra lũ quét, tuyết lở và lở bùn phá hủy các vùng ven biển, đặc biệt là ở Honduras. Vào ngày 5 tháng 11 năm 1998, sau khi mạnh lên một lần nữa, bão tấn công Florida, Mỹ, rồi tan biến trên Đại Tây Dương.
lũ lụt, lở đất và gió của cơn bão Mitch đã phá hủy mùa màng và xóa sổ các trung tâm dân cư trên khắp khu vực Honduras và các khu vực Nicaragua, Belize, El Salvador, Guatemala và Mexico. Hơn 11.000 người đã mất mạng, hầu hết ở Honduras và Nicaragua, và hàng nghìn người khác mất tích. Trận bão lớn năm 1780. Số người chết kinh hoàng của cơn bão lớn năm 1780 thậm chí còn vượt xa cả cơn bão Mitch. Ước tính có khoảng 22.000 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 1780 ở phía đông Caribe. Ngoài số thương vong này, ước tính hàng nghìn thủy thủ Pháp và Anh thiệt mạng khi thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng đến tàu của họ. Mặc dù sức gió chính xác của nó vẫn chưa được xác định, nhưng từ những lời kể lại, các nhà nghiên cứu hiện đại kết luận rằng Grace Hurricane là bão lớn cấp 5 với sức gió vượt quá 320 km/h. Một số nhân chứng đã chứng thực sự đổ nát hoàn toàn của các tòa nhà và pháo đài bằng đá kiên cố, và cây cối bị xé toạc vỏ. Bohola Ceylon. Khu vực đồng bằng của Bangladesh là một trong những vùng đất trồng trọt màu mỡ nhất trên thế giới, với một số con sông đổ phù sa và chất dinh dưỡng bồi đắp cho đất đai tại đây. Do đó, khu vực này được xếp hạng trong số những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất trên thế giới, bất chấp những hiểm họa về địa hình vốn có khi sống ở đó. Cơn bão năm 1970 có biệt danh là cơn bão Bohola đã được chứng minh là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi lại, mặc dù nó chỉ là cơn bão cấp 3. Ước tính, số người tử vong dao động từ 300.000 đến 1 triệu người, một con số quá khủng khiếp. Siêu bão Nina. Sức mạnh hủy diệt vô song của siêu bão Nina năm 1975 không phải đến từ những cơn gió, mà từ trận lũ lụt thảm khốc mà nó gây ra. Cơn bão đã dành phần lớn sức mạnh để vượt qua dãy núi trung tâm của Đài Loan và đã suy yếu thành bão nhiệt đới vào thời điểm đó, tấn công Trung Quốc đại lục. Khi gặp đất liền, bão Nina tạo ra lượng mưa lớn tới 1.060mm trong vòng 24 giờ, lượng mưa tương đương một năm ở miền Trung Trung Quốc. Trận đại hồng thủy này đã làm sập đập Bản Kiều và phá hủy hơn 60 con đập khác. Khi các con đập bị xô lệch, đợt sóng rộng 10 km, cao từ 3 đến 7 m, tràn qua các vùng đất thấp với tốc độ gần 50 km/h, phá hủy một khu vực dài 55 km và rộng 15 km. Lũ cuốn trôi hàng chục nghìn người sống sót xuống hạ lưu và nhấn chìm hàng nghìn km vuông đất, khiến 26.000 người thiệt mạng. Thêm 145.000 người sau đó chết vì bệnh tật và đói kém. Một số ước tính đưa ra, con số thiệt mạng gần 230.000 người. Tổng cộng, Nina đã làm sập gần 6 triệu tòa nhà và ảnh hưởng đến 11 triệu người, gây thiệt hại kinh tế 1,2 tỷ đô cho Trung Quốc. Bão và lũ lụt đã gây ra nhiều cái chết cho con người và gây tàn phá nhiều hơn bất kỳ yếu tố tự nhiên nào. Cũng chính những dòng sông mang lại sự sống và đầy hứa hẹn có thể quét sạch những người sống phụ thuộc vào chúng. Những thảm họa từ thiên nhiên này xảy ra chúng ta phải hứng chịu mà không có cách nào có thể can thiệp vào được, và luôn để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc đối với người và của những khu vực mà nó đi qua. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đều phải có ý thức trong việc giữ gìn an toàn cho trái đất, từ những việc nhỏ như trồng cây xanh, không phá rừng, để các thiên tai xảy ra ngày càng ít đi. Điều đó sẽ làm giảm đi những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy đến với chúng ta trong tương lai. Video kỳ này đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh Khoa học Trái đất để đón xem những video thú vị khác trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!